giấy thơm của Mỹ có gì mà nhiều người mê mẩn đến vậy? Loại giấy này thì có 3 cách sử dụng. Đầu tiên là ném thẳng vào máy sấy, có tác dụng chống nhăn và làm thơm quần áo. Cách thứ hai là khi ủi đồ, đặt cho mình một tờ xuống dưới, đảm bảo là sẽ thơm nức mũi. Cuối cùng là mọi người cứ bỏ trực tiếp vào tủ quần áo. Mùi hương nhẹ nhàng, khá là sang, không bị quá nồng.